Cái này có nghĩa là anh Đen mà khi nào mà anh Đen mà đặt xong cái anh Đen chạy qua đây phụ chú Hai ha. Thì bữa nào nó còn lượt thì thôi, còn ấy thì nó qua phụ chú. Dạ. Chứ bây giờ có mình chú Hai bỏ thì cũng lâu. Bên kia anh Đen thì có vợ bỏ phụ rồi. Bỏ vậy là nhẹ rồi đó. Rồi cái kéo lên làm cái đuối vậy. Kéo lên mệt lắm. Dạ. Kéo lên mà gặp nước ngược nữa làm sao chú Hai? Kéo nước ngược không à. Tại cái nó chua chú Hai làm đâu kịp. Dạ. Đẩy cách dán hết trơn. Dạ. Rồi cũng sắp hết rồi. Nhờ sự trợ giúp của anh Đen. Tại đó nó phụ chú Hai chứ nó không phụ chú Hai, mình chú Hai đặt tới mấy gần 2 tiếng hả? Dạ. Còn kéo thì 4-5 tiếng hả? Còn kéo thì 4-5 tiếng. Kéo xong mới lựa ha. Chú Hai kéo ví dụ 5-6 cái, 7-8 cái chú Hai nó vô chú Hai lựa ăn lạnh. Dạ. Mũi dữ lắm con ơi. Ồ, vậy là phải đốt nhang mũi tùm lum hết rồi. Cái mũi dữ lắm. Nửa đêm mất gốc mình lặn mà thấy hiu ghê lắm. Dạ. Chưa tính mấy bữa mà mưa gió nữa. Bây giờ kiếm đồng tiền đâu có sung sướng nha chú Hai. Bởi chú Hai nó không mình đi phòng đêm là không sợ, cũng chết không sợ, cái chuồng nó tấp á. Dạ. Nhiều khi con lặn xuống mà con đỡ lên được cái chuồng đâu còn kia kìa. Trôi tuốt kia ha. Trôi. Xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà. Chiều nay mấy chú cháu kho cá lòng tông, khô, khô tiêu, bỏ tép mỡ vô. Với lại canh chiều với nấu canh bầu với mấy con tôm. Tôm đâu bỏ bên, đưa tôm bên. Thì cái món là tôm nấu canh bầu thì Út Lưng sẽ nấu. Để cá lòng tông vô mình ướp, cá lòng tông mình không có thử mỡ dầu thơm. Thử cái mình ấy nó gã con cá thôi. Dạ, nó bén cái rồi. Cái này mình ướp thì càng lâu thì nó càng ngon, nó cứng cá. Con thấy mẹ con kho cá lòng tông này bà cũng phơi nắng á chú Hai. Phơi nắng chút xíu rồi bà đem kho, cá nó cứng nhắc. Sẽ để vô một ít nước màu. Chú Nam đói bụng chưa chú Nam? Cái này hành với chú Hai. Đói rồi. Đói rồi, anh xui rồi. Anh Nam đói bụng rồi, anh xui rồi. Vô luôn rồi chú Hai. Có bình trà chú Nam. Vậy mình cũng để mớ hành vô cho thơm chứ. Mình kho thử. Út Lương sẽ để một ít hành tím vô. Vậy là trong đây mình cũng để gia vị giống như mọi khi. Dạ. Đường, bột ngọt, rồi ít nước mắm, nước màu. Với lại cái bên kia thì tấp mỡ chút nữa là mình sẽ để sau. Ướp vậy chút cho nó thấm cái mình mới kho. Dạ. Má đặt nó đến rồi chạy bển sao chạy gà. Có chiếc bê hai chiếc đầu nóng đằng mút nóng hai bên nóng đằng. Đặt đại chứ gì? Múc lên thì sáng mình kéo lên mình đá chứ gì. Không cần, cái đó là mình không cần phải kéo, cô bé nó kéo lên cho mình. Cô bé mà cũng sợ đó. Chưa đặt cái vấn đề đó là gặp cô bé sợ lắm hả chú Hai? Sợ lắm chứ nó hư hết trơn luôn á. Dạ. Mà hổm chú Hai với thằng Đen bị hư ha, thôi giá. Rồi bỏ phần nữa, lấy nữa. Cái nào giá được thì mình giá, còn nào giá được thì mình bỏ luôn. Giá không được thì bỏ. Trời ơi. Nó đâu có thường gọi cho mình đâu. Dạ. Vậy chứ hôm đó trên 10 thước đó, mà trước mấy bữa chú đi kinh đó. Chú cái đèn đen đặt đó, hai bên nó quất mỗi 8 cái đó. 8 cái hả? Mà mình mua là bao nhiêu tiền cái hả chú Năm? 300 ngàn. Wow. Là bỏ hết 8 cái luôn. Trời ơi, đặt biết nào kiếm lợi được. Bởi vậy mình phải ngồi mình canh cái chỗ mình đặt ha. Đúng rồi, mình đặt đâu mình phải đậu đó chứ. Dạ. Mà đúng quy lực, cái lực cu be là không có cho con lúc nào mà không có cho con bơi với sông chứ á. Dạ. Sáng múc thì bơi xong được, cu be phải đi trên bờ, đúng là nó thường mình á. Dạ. Nhưng mà hòa tại mình không có đó, mình cũng lỗi của mình nữa. Dạ. Mình có đó nó dễ gì chứ bơi. Dạ. Bây giờ này chú Năm thấy hai bên bờ là ông chạy ra chỗ khác không? Thấy ông chạy ra là chú hay biết rồi ha, nói một là cu be, hai là ghe cát. Dạ. Biết trong sông bắt nước nó còn hết nước rồi. Để cái phở vô người cho nó thấm. Đúng rồi. Con để còn nước vậy nó cũng thấm mà, bình thường. Dạ. Thấm vô béo. Đó, kiếm này nè. Còn trái trái ớt hả chú Năm? Đó, bây giờ tôm mình đã được làm sạch rồi, chút nữa đây Út Linh sẽ bầm ra. Này để hành với tây tiêu vô. Con không đói bụng mà giờ con nhìn nồi cá con cũng muốn đói vậy đó. Tôm này mới đúng là tôm thiên nhiên nè chú thầy. Con nhỏ con bự chứ phải lứa. Ghê chưa? Ghê. À, mới tiễn gì đó. Hôm nay món chính là cái món này nè. Món này là ăn sạch nồi cơm nè. Món này mà cơm mà gạo dẻo ha. Dạ. Để vô thôi. Chút ngọt, chút đường, chút muối, chút mắm nữa. Cho nên cho 10 chén nước mắm. Giờ mình ướp khoảng 15-20 phút cho nó thấm cái tôm mình vô. 20 phút chắc chú cháu đọc xỉu luôn. 20 phút rồi hả? Chú nấu canh trước mà lát mới bỏ vô sao? 20 phút là hồi tao nấu mì tan trước, giờ tao xỉu. Chú Hai nghe là 20 phút chú Hai rồi. Chứ không được chuột nước luôn đâu. Con Hưởng làm kiểu chuyện nó chuột nước luôn nha. Món này thì ngon hơn món đó rồi. Nãy giờ hai bình rồi ha. Uống bình thứ ba là Út Lưng nó xong. No luôn rồi đó. Chưa mà, chứ sao mà. Rồi tôm xăng này rồi đó, xong rồi mình cho thêm nước vô. Món này là món bầu xào tôm chứ không phải là tôm mới gì. Tôm xào với bột bầu. Bầu nhiều ha, hôm nay mình ăn 2 trái bầu luôn đó chú Hai. Bầu này bầu non ngon. Trong đây thì mình để nước vừa thôi, tại vì bầu thì nó sẽ ra nước nữa. Wow. Rồi này khoảng chừng 5 phút nữa chín. Sôi lên một chút xíu là chín, là bầu nhanh chín. Anh đang đói bụng. Theo cái thằng đó là thèm lắm rồi đó. Này mình phải có chuối sống nữa ha anh Đen. Thế này tưởng đi. Bây giờ mình sẽ bỏ gia vị vô. Cũng nếm nấu canh như bình thường thôi, cho mắm muối, bột ngọt, đường. Hả? Con ăn chưa? Ôi, no chưa? No rồi ha. Nó bụng chị Bin. Ăn gì Bin? Bin ăn gì mà no? Gấu rồi, cho mượn gấu đi. Mì. Rồi bây giờ mình sẽ để cho con hành ngò vô. Qua đã. Rồi. Rồi giờ về nha chú Hai. Thì giờ trong bữa cơm hôm nay thì con cũng có một cái món quà cho chú Hai. Đây là 100 đô của anh Vũ muốn gửi tặng cho gia đình chú Hai. Rồi giờ chú Hai không biết nói gì hơn, cũng cảm ơn anh Vũ rất nhiều. Tại vì thiệt anh Vũ tặng cho cái này là kéo dớn khoảng cả 10 ngày luôn. Rất cảm ơn anh Vũ. Cảm ơn vợ chồng anh Vũ, chúc vợ chồng anh Vũ dồi dào sức khỏe mà ăn khoát bạc khoát tài. Em cũng biết nói gì hết. Rồi thôi giờ cũng như bữa cơm hôm nay cũng mời vợ chồng anh Vũ với cùng cả nhà cùng ăn cơm với mình bữa cơm đạm bạc với ghe, cá lòng tông khô với bầu nấu canh. Rồi xin mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời chú Năm. Chú Năm ăn cơm. Đến ăn cơm không? Nóng. Nó nóng mà. Này, chấm này cái tô chuối này sáng chú Hai sắc ăn cho nên là bây giờ còn mình đi ra mình ăn luôn. Đói nữa. Đói bụng ăn cơm ngon ha. Đói bụng ngon. Sao mà anh Xui, thấy anh Xui bên kia kho cá ngon không anh Xui? Ngon chứ. Còn cái nước canh bầu này chắc ngọt dữ à. Ngọt, mình để nguội nguội tí ăn cho nó ngọt, giờ nóng quá. Cho ăn như cơm có ăn. Ồ, ớt luôn. Nguyên trái ớt đó nha. Cá lòng tông này mình đặt nguyên đêm về rồi nó sáng nó sống không chú Hai? Sống không mà con. Dạ. Sao mấy cá bự nó chết mà cá lòng tông lại sống không? Tại cá lòng tông là nó ở dưới mặt nước được. Dạ. Sống cũng như con đổ dù có nhiều ha, như mấy nước kia là một bữa 4-5 kg á. Dạ. Rồi con lấy cái thùng con múc nước vô, cái con để cũng đá vô ha. Dạ. Là nó sống con đem gần bán như cái linh sống. À nó dậy luôn ha. Để soi sói ha. Chứ thật ra cá lòng tông yếu lắm, vớt lên một hồi là nó sợ nó chết. Con để khô chút xíu chết ngắt. Dạ đúng rồi. Thường tháng mấy thì dính tôm nhiều chú Hai? Tôm bước tháng 8, tháng 9 rồi. Dạ. Nhiều, cái gài cũng lên ít rồi. Ít rồi, từ đây Tết thì ít. Tết ít, Tết ăn mặc cá bóng nó nhiều. Dạ. Bóng với cá trạch. Tại trên đồng trên nó rút về á. Dạ. Còn nóng mà Út Lương. Cái mày mới kêu ngồi nguội ăn. Không, mình vô đây mình thổi được. Gâu tôm này nấu với bột bầu nữa không, chồng trang vợ hấp gật đầu khen ngon ha. Cái đó là nguyên cái đầu tôm nha. Cái đầu tôm đó là 3 ly đó. Đừng nhắc nữa chú Năm kia, đừng nhắc nữa. Hai một chén rồi nha, ăn thứ hai. Rồi chú Hai đói cái ăn thoải mái vô đi. Chú Năm chắc cũng đói bụng. Làm xong đặt cái lưới này xong ai cũng đói chứ. Nóng với chú Năm. Nếu hồi chiều mà không có anh Đen phụ chắc có lẽ là chú hai đặt thêm cả tiếng nữa mới xong ha. Ừ. Mình chú hai đặt cực lắm. Dạ. Anh lội với anh ngồi trên bế. Lội với lần anh chặt cây chặt đồ không? Rồi chú Năm cũng đặt theo cách của chú hai hay sao? Là ngồi trên lội dưới luôn ha. Đi cạn. Dạ. Cái lòng tôm này thấy ăn ngon hơn cá bóng không ạ Út Linh? Ngon hơn, tại cá bóng có xương, cái này mình ăn luôn được. À. Mềm hơn cá bóng. Cái trâu chắc ăn béo. Không lợi bằng cá lưỡi trâu đâu. Không lợi đâu. Không lợi đâu. Béo lắm. Rồi bữa hôm ăn con một con thôi mà trâu nó béo ngậy luôn. Trâu nó béo ngon lắm. Nó cái này, hàng nó cũng giá tiền chứ cá lòng tôm, nhưng mà con cái nào nó ăn rất ngon. Dạ. Cá lòng tôm này con mặn vậy là cũng bán 10.000 gram à. Dạ. Cá lưỡi trâu cũng vậy. Mà nhiều người ít người thích cá lòng tông hơn, rồi nhiều người thích cá lưỡi trâu. Với lại cá lòng tông bây giờ cũng hiếm quá chú hai ơi. Đúng rồi, cá lòng tông vẫn hiếm. Đi chợ mà trễ trễ là kiếm mua không có. Cánh ngọt. Cầm Út Lưng nấu để cho Út Lưng cái đầu đi. Trời quá êm. Quá mặn nữa rồi. Anh Đen, gót cho Út Lưng đi. Cái này người ta làm người ta xay luôn cái đầu ra, xong người ta lọc cái nước chứ hai. Ừ. Rồi mình đây mình không có đồ xay, mình để đầu mình nấu. Khi mà mình đặt cái sông lớn như vậy thì buổi chiều là mình đâu có dám nhậu đâu ha. Mình khuya mình kéo sớm, tại vì sông lớn thì nó nguy hiểm hơn sông nhỏ. Tại cái sông lớn này nếu mà con nhậu là sáng ngày có thể bỏ luôn. Dạ. Nó nặng nước nó lớn đầy, nặng lên kéo 6-7 thước nước, nó nặng nước kéo không nổi. Dạ. Dưới nó đóng ba cái bận sình đó. Dạ. Con kéo con Vũ đâu nổi đâu. Phải đặt sông nhỏ mới nhậu chứ đặt sông lớn là không có đời nào nhậu chứ. Dạ. Cơm. Với lại sông lớn rác cũng nhiều. Ừ. Bây giờ ai cũng quăng rác xuống sông chứ. Máy nó chạy rồi nó giật rác trong bờ ra. Dạ. Con thấy này mới đứng lớn rồi chứ chúng này đẩy con thấy thác thần luôn á. À. Này mới đứng nó chảy vô liu riu thôi đó. Sáng chú hai đừng ký mấy cái lòng tông rồi, chú hai sợ ăn không hết rồi, chú hai chừa lại đủ mình ăn thôi. Dạ. Chú hai bán bớt. Chú hai cũng đâu biết bữa nay con giúp Lưng vô không hả? Không biết con giúp Lưng vô đâu. Dạ. Thì bây giờ cũng nhận được cái món quà của chú hai á, mừng quá thôi đem vô cho chú hai liền luôn. Thiệt chú hai cũng rất mừng, nào giờ không thấy tấm tiền đô, giờ mới thấy 100 đô á. Dạ. Thấy thì thấy của người ta cầm á. Dạ. Giờ mình mới được cầm. Dạ. Cơm cháy rồi, cơm cháy. Cơm cháy á, nó kêu cơm cháy á. Rồi. Cái này ăn với cá kho nữa rồi. Tự chịu nổi. Tắp mỡ vô nữa Út Linh. Mấy giờ tắp mỡ này nhỏ quá không thấy ha. Ừ. Cái này phải có cái muỗng dít vô, lấy cái giá kìa. Không thấy để em ăn. Chú hai mà đặt cá kiểu này là chiều đâu cần đi chợ gì đâu. Không. Kiếm mớ gao rồi, có cá lên là xong. Rồi. Nó vậy chứ ăn hoài cũng ngán ha. Ừ. Anh Đen thì anh cũng ngán rồi đó, nhưng mà chú hai ăn cá hoài còn thấy cũng được không, cũng được. Chú Nam cũng vậy, ăn cá thường xuyên luôn. Suốt luôn. Ăn cá vậy có khi nào mình cảm thấy mình thèm thịt không chú Nam? Cũng thèm, lâu lâu cũng phải mua. Đúng rồi. Anh lâu lâu còn thèm thịt, anh mua với tôi là quanh 5-6 tháng đâu không có nhắc thịt. Ăn. Bo, con ăn cái gì con nói cho mẹ múc nha. Ừ, ăn thêm tô cơm nữa đi. Còn tôm cho lên dợm đó chú hai. Ừ. Còn mấy con băm nhỏ mà. Mình cho chút nữa. Ướp mình nửa chén nữa nha. Có ơi. Ngon em thôi. Ngon chứ. Ngồi giờ bánh khỏi nấu nữa nha. Chú hai 4 chén rồi. 4 chén quá no. Dạ. Ăn vậy mới có sức kéo chứ. Vậy mình làm cái nổi chứ ăn cơm mất ít mà sáng ăn thường ghé, lại có gác chứ nó nặng cái ông nội. Dạ. Rồi. Từ mới nhanh chán ha. Vậy là ông nói tối nay có gác rồi nha chú hai. Dễ vậy, chú hai đặt chú hai canh dễ vậy. Dạ. Mà ít nhiều chắc được có chú hai ha. Có nhưng mà qua ngày ba mới ngã ba rồi có. Cháu cũng ăn bữa cơm với cơm xôi cũng rất ngon. Thôi bây giờ chào cả nhà, hẹn lại video tiếp theo. Có cái gì cũng cảm ơn vợ chồng anh Vũ rất nhiều. Rồi, xin chào cả nhà nha. Cảm ơn. Chào.